Vâng, xin chào bác ở bên kia xe nạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu gian bên em mới về, dòng xe đua của gian dòng Delphi với cái màu xanh nước biển tông màu trắng. Đây là màu chủ đạo của dòng xe gian Delphi, cũng là một dòng xe cao cấp của dòng xe gian dòng đua. Và bây giờ xin mời anh hỏi giới thiệu chiếc xe. Vâng, trên màn hình các bác đây là màu mẫu gian Delphi dòng rốt đua với cái tông màu xanh trắng. Gian Delphi xe làm từ hợp kim nhôm alloy X, vẫn hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng thương hiệu của gian. Nó rất lâu rồi em mới về một chiếc gian Delphi được đẹp như vậy. Tổng thể xem đánh giá là trên 90% xe, dành cho những bác thích những tông màu sáng. Gạt nước chính hãng nguyên bản theo xe, cũng là thương hiệu của gian. Sinh giờ 1972 là năm ra đời của thương hiệu gian. Mẫu gian Delphi cũng là mẫu gian cao cấp của dòng thương hiệu dòng xe đua. Cổ phốt ghi đông chính hãng của gian. Thì trước đây em giới thiệu qua thì thương hiệu gian thì phụ kiện đi kèm theo những dòng xe cao cấp là dòng gian Connect. Đây là dòng gian Connect đây, cổ phốt ghi đông của gian Connect. Tay cuốn cũng chính hãng của gian luôn các nhá. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora. Trang bị 9 tầng lip. Bên tay phải em là cũng chính hãng của Shimano Sora, bên tay lắc trang bị 2 tầng đĩa. Càng nhôm. Càng nhôm không mối hàn. Cho xe tính thẩm mỹ rất là cao của dòng gian cao cấp Delphi. Vành chính hãng của gian, vành SR2. Nguyên bản theo xe. Lốp Victoria. Lốp cao cấp, kích thước lốp 700x25C. Và mã vạch ở dưới gầm xe chính hãng bản cho xe. Còn cái mã vạch của xe đây. Đây là lớp lốt bụi bẩn dưới gầm xe nhé, chứ không phải bị vỡ hay là sợ lứt gì đâu. Cọc yên nhôm chính hãng nguyên bản theo xe của dòng gian. Yên chính hãng của gian luôn mất nhá. Yên của rất là mới. Đây là mẫu dòng gian cao cấp của dòng gian Delphi. Mà rất lâu rồi em về một chiếc đẹp như vậy, anh đánh giá tổng thể xe rất là đẹp, trên 90% xe. Đùi đĩa chính hãng của Shimano Sora. Gạt đĩa chính hãng của Shimano Sora. Củ chính hãng của Shimano Sora, trang bị với 9 tầng lip đen. Xe thông số là size F. Và bây giờ em xin đo chiều cao đứng của khung xe. Còn chiều cao đứng của khung xe em đo là size 45. Cái size S thì có cao từ 1m6 đến trên 1m7. Và đằng sau sẽ sử dụng với vành của chính hãng của gian, vành SR2. Và bây giờ em xin lốp vào lốp của Victor. Cặp lốp nguyên bản theo xe. Bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip đây. Vâng, chuyển động rất trơn tru mượt mà. Xe sử dụng với full group chính hãng của Shimano Sora xuống lip. Bên phải em là bên tầng đĩa, đùi đĩa Shimano Sora, gạt đĩa của Sora xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, chuyển động rất là trơn tru và mượt mà các nhá. Và đây là mẫu Delphi, gian Delphi, dòng gian cao cấp, dòng xe road, dành cho bác thích thương hiệu của gian. Và cái tông màu rất là sáng, tông màu nổi bật của màu xanh trắng. Vâng, em vừa nhắn tổng thể xong chiếc gian cao cấp model gian Delphi bên em mới về. Xe sử dụng với full group chính hãng của Shimano Sora. Xe đánh giá rất là mới, trên 90% xe. Và xe giá rất tốt bên em là 10,5 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943
hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại vào trường ngày mai.